Xin chào anh em, hôm nay em sẽ làm video clip đập hộp chiếc điện thoại Vertu Signature S chính hãng độ vỏ để cho anh em cùng xem. Đầu tiên đây là một chiếc hộp của máy, chiếc hộp của máy khá là to. Chúng ta sẽ mở cái nắp hộp đầu tiên ra. Từ từ rút cái nắp hộp đầu tiên ra của chữ Vertu. Mở bên trong thì cũng một cái hộp ngay ở trên cùng cũng có chữ dòng chữ Vertu rất là đẹp. Cái dòng cái hộp đầu tiên này là cái hộp đựng máy. Chúng ta sẽ mở ra thì cái hộp đầu tiên sẽ được đựng máy, nó có cái kích thước giống như quyển sách. Ngăn thứ hai ở đây chúng ta sẽ có một chiếc khăn lau điện thoại Vertu, một chiếc bao da và một quả pin, một củ sạc. Và ngăn thứ ba ở đây chúng ta sẽ có một cái sạc, một cái dây cáp, một quyển sách hướng dẫn sử dụng của Vertu. Quay trở lại nhân vật chính, ở đây thì chúng ta đang có một chiếc điện thoại Vertu được đặt rất là ngăn nắp đẹp ở trong chiếc hộp có hình dáng giống như quyển sách này. Nếu mà anh em đang dùng điện thoại Vertu, anh em đang dùng điện thoại Vertu Fake, hoặc là anh em đang dùng điện thoại Nokia 8800, hoặc là anh em trước đây đã từng dùng điện thoại Vertu rồi nhưng mà bây giờ anh em không dùng điện thoại Vertu nữa, hoặc là anh em có hai sim điện thoại, hoặc là anh em mua thêm một sim điện thoại nữa, thì anh em nên sắm cho mình một chiếc điện thoại Vertu như thế này. Nếu mà anh em đang đi ô tô rồi, nếu anh em đã có thu nhập trên 30 triệu đồng một tháng rồi thì anh em nên sắm cho mình chiếc điện thoại Vertu Signature S chính hãng độ vỏ như thế này. Chiếc điện thoại này nó được dùng ruột Vertu chính hãng zin nguyên bản, và vỏ của nó thì được làm bằng các chất liệu giống như chất liệu Vertu chính hãng. Để biết chính hãng hay không thì anh em có thể ấn nút bên sườn nó ra từ 1 đến 10 thì đấy là Vertu chính hãng, hoặc anh em có thể ấn mã lệnh là sao thăng 92702689 thăng, nó lên cái dòng serial number đầu tiên thì đấy là Vertu chính hãng. Còn nếu mà ấn mã lệnh thì nó không ra cái gì, hoặc là không ra cái dòng serial number đầu tiên thì đấy là Vertu nhái, Vertu Hồng Kông, Đài Loan. Chiếc điện thoại Vertu chính hãng như này thì có đẳng cấp không thua kém gì so với cả cái dòng chính hãng zin nguyên bản, bởi vì là nó cùng được làm bằng cái ruột điện thoại Vertu chính hãng và vỏ của nó thì cũng tương đương, không hề kém cạnh. Tuy nhiên là chiếc điện thoại Vertu chính hãng độ vỏ này thì có giá rẻ hơn rất là nhiều so với điện thoại Vertu zin chính hãng nguyên bản. Điện thoại Vertu zin chính hãng nguyên bản thì có giá là khoảng 350 triệu đồng đối với bản Black Mid Gold này. Tuy nhiên là đối với cả bản Vertu chính hãng độ vỏ như này thì giá của nó chỉ đâu đó nó khoảng tầm 20-30 triệu thôi. Và bên em là cam kết bán giá rẻ nhất thị trường. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0965096886 hoặc kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0965096886. Cam kết với anh em là giá rẻ nhất thị trường. Nếu mà anh em tìm một chỗ nào rẻ hơn thì bên em sẽ sẵn sàng hoàn tiền chênh lệch lại cho các anh em. Nếu anh em xem video này thì hay thì hãy ấn nút đăng ký kênh và hãy ấn nút like để cho những video tiếp theo của em sẽ ưu tiên hiển thị lên màn hình anh em. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.